mẹ làm thế nào thì mẹ làm, mẹ phải lo cho con, nếu không con nghỉ việc đấy. Để mẹ tính. Mày động đến tao còn được, mày động đến mẹ tao, mày đừng có trách tao đấy. Mẹ. Con. Mẹ ơi, mẹ có biết gì không? Con mới được lên chức rồi đấy mẹ ạ. Thế à con? Dạ vâng. Nhưng mà mẹ ạ, để vào được vị trí đó, mình cũng phải cảm ơn người ta 20 triệu cơ mẹ ạ. Sao nhiều thế hả con? Nhà mình vài triệu còn khó, lấy đâu ra 20 triệu bây giờ? Con không biết đâu. Mẹ làm thế nào thì mẹ làm, mẹ phải lo cho con, nếu không con nghỉ việc đấy. Ok, từ từ. Để mẹ tính. Thế mẹ tính đi nhá. Có gì thì mẹ báo con. Bây giờ con phải chạy ra ngoài để đi lo công việc đây mẹ à. Mẹ nhá. Mẹ. Con đi đây. Uống cà phê xong, anh đưa em đi mua quần áo nhá. Em thích mua quần áo gì? Mua thêm mấy cái váy này. Mấy bộ quần áo kia em mặc hết rồi. Sắp tới là sinh nhật của em rồi đấy. Điện thoại em lại hỏng rồi. Anh, điện thoại em hỏng rồi đấy. Em không biết đâu. Em thích thì được thôi, anh chiều. Yêu anh. Đây, có mụ kia. Tiền nợ 2 tháng rồi không trả. 20 triệu tiền lãi định khi nào trả? Chú ơi, chú thông cảm. Con Tôn nó đi làm rồi, có tiền nó gửi cho chú. Thằng con bà hả? Thằng lêu lổng hả? Đúng mẹ nào con đấy. Đúng cái lũ nghèo hèn, vô học. Ơ kìa. Thằng Doanh ơi. Mày đi vừa làm thế nào hả? Mày con nhà mày. Mày động đến tao còn được, mày động đến mẹ tao, mày đừng có trách tao đấy. Mày con chúng mày, mày con chúng mày, mày nhớ lấy tao đấy. Nhớ, đừng nhớ đấy. Mẹ. Mẹ có sao không hả mẹ? Hóa ra bà ta là mẹ của anh à? Này, tôi nói cho anh biết nhá, sau ấy, anh đừng có thích thể hiện. Đã nghèo ấy, lại còn sĩ diện á. Anh bớt sống ảo đi. Lần sau ấy, anh đừng có tìm tôi nữa. Mẹ có làm sao không hả mẹ? Không có lỗi gì hết đâu mẹ ạ. Người có lỗi là con cơ mẹ. Mẹ cho con xin lỗi mẹ nhé. Con sẽ cố gắng sửa sai.
con sẽ cố gắng chăm lo cho mẹ. Con sai rồi mẹ ạ. Mẹ đừng trách con. Mẹ bỏ qua cho con nhá.